thành Cát Tư Hãn Bí Sử. Tập 1. Lịch sử các bộ tộc Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ từng là một quốc gia du mục có lãnh thổ lớn nhất mọi thời đại. Lãnh địa của nó kéo dài từ Á sang Âu, có diện tích lên đến 24 triệu km vuông. Và người bắt đầu gây khởi nền móng cho đế quốc Mông Cổ to lớn ấy chính là thành Cát Tư Hãn. Làm thế nào để từ một bộ tộc nhỏ bé nằm heo hút trên một thảo nguyên mênh mông, thành Cát Tư Hãn lại có thể mở rộng lãnh thổ, làm rạng danh cho người Mông Cổ như vậy? Mời các bạn theo dõi bộ phim. Tổ tiên của người Mông Cổ. Tổ tiên của người Mông Cổ được cho là có nguồn gốc từ người Sơn Nhung, Huyền Nhung và Đông Hồ. Sử sách Trung Quốc trước thời đại nhà Tần chưa có khái niệm gọi là người Mông Cổ. Vào thời nhà Chu, người Hán chỉ gọi các bộ tộc du cư phía Bắc hay cướp phá và gây chiến là Dợ Hồ. Người Đông Hồ sinh sống chủ yếu ở khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc. Nhiều khả năng người Đông Hồ xuất hiện tại lưu vực sông Liêu Hà vào triều đại nhà Thương. Mãi đến đời Tây Chu, sử sách mới ghi nhận có sự tồn tại của tộc người tên là Đông Hồ. Còn sử ký Tư Mã Thiên thì viết, ở phía tây của Hung Đô có một tộc người Đông Hồ. Đến thời Chiến Quốc, người Đông Hồ được ghi nhận là sinh sống ở phía bắc nước Vệ và nước Triệu. Trong giai đoạn này thì quân đội người Hồ rất mạnh, nhiều lần xua quân xuống phía nam xâm lược nước Yên. Sau thì bị đại tướng nước Yên là Tần Khai đánh bại thì tộc Đông Hồ suy yếu dần. Đến triều đại nhà Tần và nhà Hán thì tộc Đông Hồ bị Mạc Đốn Thiền Vu diệt vong, Đông Hồ bị sát nhập vào Hung Nô. Huyền Nhung là bộ tộc sinh sống chủ yếu ở Tây Bắc Trung Quốc, ngày nay thuộc khu vực Ninh Hạ, phía đông Cam Túc. Theo sử liệu, tộc người Huyền Nhung lấy Bạch Huyền làm quốc hiệu, giống như linh vật của người Mông Cổ hiện nay. Vào thời nhà Chu, quân đội của người Huyền Nhung rất mạnh, họ thường xuyên tấn công quấy nhiễu nhà Chu nhưng nhiều đời vua Chu không giải quyết nổi vấn nạn này. Đến triều đại Chu Mục Vương, ông xuất binh thảo phạt và giành chiến thắng, lấy lại phần nào danh dự cho nhà Chu. Thế lực của Huyền Nhung tồn tại ở Mạn Bắc trong một thời gian dài. Đến triều đại nhà Tần thì họ bị đánh bại, phải tháo chạy và trở thành một nhánh của người Mông Cổ và Hung Nô. Người Sơn Nhung được cho là xuất hiện trước năm 664 trước công nguyên, sinh sống trải dài từ tỉnh Liêu Ninh đến phía đông tỉnh Hà Bắc. Đến thời Xuân Thu thì có sử sách ghi lại sự tồn tại của tộc người này. Theo đó, nơi cư trú của tộc người Sơn Nhung nằm ở một thung lũng, tiếp giáp với bộ lạc Đông Hồ. Nằm ở phía bắc nước Yên, nước Tề và nước Lỗ. Quân đội của người Sơn Nhung trong giai đoạn này rất mạnh. Họ thường xuyên quấy phá các nước Yên, Tề, Lỗ và các nước này không thể chống cự nổi. Năm 679 trước công nguyên, Tề Hoàn Công triệu tập chư hầu, thành lập liên minh Mộ Bá, dự định giải quyết nạn quấy nhiễu chư hầu của tộc người Sơn Nhung. Đến năm 664 trước công nguyên, tộc Sơn Nhung một lần nữa đưa quân xâm lược nước Yên từ phía Bắc và bị liên minh Tề Yên đánh bại. Tộc Sơn Nhung bỏ chạy về phía Đông Hồ và dần trở thành người Đông Hồ. Vì vậy mà cũng có thể nói, ngoài người Mông bản địa, các tộc khác cùng nói tiếng Mông, có văn hóa du mục như Nguyệt Thị, Hung Nô và Đông Hồ cũng được xem là người Mông Cổ. Vào những năm 221 trước công nguyên, khi nhà Tần thống nhất 6 nước thì các tộc du mục cũng hợp lại và thành lập liên minh Hung Nô, tôn Mạc Đốn lên làm thiền vu tương đương tước vị thiên tử của người Hán. Đế quốc Hung Nô lấy Long Thành, Mông Cổ ngày nay, làm kinh đô trị vì. Trước thời đại của thành Cát Tư Hãn, nhiều đế quốc du mục thay nhau cai trị Mạn Bắc và Tây Bắc Trung Quốc. Khi đế quốc Hung Nô suy tàn thì người Tiên Ti đánh chiếm đất đai của Hung Nô và thay thế Hung Nô cai trị các bộ lạc du mục. Đến giai đoạn cuối nhà Hán, Trung Nguyên lại rơi vào giai đoạn loạn lạc, người Nhu Nhiên đánh bại người Tiên Ti và trở thành một thế lực mới của các bộ tộc du mục. Vào giai đoạn mà đế quốc Nhu Nhiên lớn mạnh, ranh giới của nó bao trùm từ Mông Cổ cho đến Mãn Châu. Đến những năm 907 thì bộ tộc người Khiết Đan lớn mạnh, họ thôn tính các bộ tộc du mục khác và thành lập nước Liêu, lấy quốc hiệu là Khiết Đan. Đến những năm 546, người Đột Quyết lại nổi lên ở vùng phía tây nam dãy An Ta.
Họ chinh phục các bộ tộc lớn là Nhu Nhiên, Thiết Cách rồi thành lập ra Hãn Quốc. Vào giai đoạn Hoàng Kim, lãnh thổ của người đột quyết kéo dài từ Iran đến tận phía Bắc Trung Quốc. Thậm chí họ còn chi phối Nam Mãn Châu và cả bán đảo Triều Tiên. Cuộc xung đột truyền kiếp với người Hán. Năm 215 trước công nguyên, sau khi bị tướng nhà Tần Mông Điềm đánh đuổi ra khỏi lưu vực sông Hoàng Hà, người Hung Nô và các bộ tộc du mục Mông Cổ khác liên minh lại với nhau thành lập đế quốc Hung Nô. Ngay từ khi đế quốc quân sự Hung Nô được thành lập, nó đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho các vị hoàng đế Trung Hoa. Đến nỗi Tần Thủy Hoàng phải cho xây lại Vạn Lý Trường Thành, rồi túc cử 30.000 quân thường trú dọc biên giới để ngăn chặn mối họa từ Hung Nô. Thế nhưng người Hán không bao giờ kiểm soát được mối hiểm họa đến từ các bộ tộc du cư. Vào năm 201 trước công nguyên, quân đội của Lưu Bang bị 300.000 kỵ binh của Hung Nô vây hãm trong 7 ngày. Và chỉ nhờ có may mắn và đất trời che chở, Lưu Bang mới sống sót trở về. Sau khi vượt qua đại họa, Lưu Bang tiến hành chính sách hòa hoãn với Hung Nô. Ông cho cống nạp sản vật và gã công chúa người Hán cho vua Hung Nô để đổi lấy hòa bình. Không chỉ có Hung Nô, trong nhiều thế kỷ, các đế quốc du mục khác như Tiên Ti, Nhu Nhiên, Đột Quyết, Khiết Đan cũng luôn khó ở với các triều đại người Hán. Họ thường xuyên cướp bóc quấy phá, có khi tiến quân vào cả kinh đô làm cho các vị hoàng đế Trung Hoa trằn trọc, mất ăn mất ngủ. Để triệt tiêu mối hiểm họa đến từ những bộ tộc du mục, các triều đại người Hán tổ chức kế sách ly gián, làm cho liên minh các bộ tộc du mục tan rã, quay sang cấu xé lẫn nhau. Đến giai đoạn Thiết Mộc Chân ra đời thì Mông Cổ đã bị phân hóa thành rất nhiều bộ tộc nhỏ, gây chiến, cướp bóc, tàn sát qua lại.